Đồ gỗ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đồ gỗ Quốc Bùi Tuấn. Và hôm nay thì cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một chiếc sập ngũ phúc cũ tái chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, và là chiếc sập ngũ phúc phiên bản đặc biệt đỉnh cao luôn. Chiếc sập này thì đã được cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp và xi sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Và sập này có kích thước là chiều dài ở trên mặt là 2m1 và nhân chiều sâu là 1m70 và chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 59 phân. Và sập này là mặt sập là mặt hai lá, một tấm bong bằng đôi, lá thì cùng gân cùng vân và lá mặt sập là dày 2 phân. Và cũng như là yêu cầu của chú Vũ Đình Thuấn, chú đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, và quê gốc của chú là ở Bắc Ninh, thì cũng như yêu cầu chú thì chúng tôi cho lên video clip này để giới thiệu đến chú cũng như là giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những chiếc sập ngũ phúc phiên bản đặc biệt đỉnh cao như thế này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 083 626 9999, hoặc có thể qua số Zalo là 0985 230 888. Và quý vị có thể về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Và sau đây thì quý vị có thể đi cùng tôi từ 3 đến 5 phút để tôi review chi tiết nhất của chiếc sập ngũ phúc phiên bản đặc biệt nối cổ như thế này. Và đây ạ, tôi xin quay cho quý vị xem một lượt. Đây là mặt sập bong nằm mặt hai lá, mặt sập bong nằm đôi và lá thuộc dạng là vân gân đỉnh cao luôn, siêu đỉnh cao. Đó. Và dưới này là mặt tiền. Đi một lượt cho quý vị xem. Sập này chúng tôi vừa mới cho thợ là hoàn thiện rất là kỹ xong, giấy giáp cũng như là xi sáp đúng theo lối đánh cổ truyền, và hiện tại đang trưng bày tại cơ sở Bùi Tuấn. Đó, quý vị nào mà thực sự có nhu cầu kính mong có thể đến trực tiếp cơ sở để mục sở thị sản phẩm này. Và tôi sẽ xin quay cái mặt phần chính trước, mặt tiền trước để cho quý vị cùng xem. Đó. Và đây là một trong những chiếc sập ngũ phúc phiên bản đặc biệt và được làm thủ công bằng tay 100%, đục chạm thủ công và hàng do nghệ nhân chế tác ra. Và đầu tiên tôi sẽ xin được quay cái chân này cho quý vị cùng xem ạ. Đây là chân này, quý vị có thể thấy chân gân vân cực đỉnh cao luôn. Và hàng được đục tay nhá. Được đục tay khác với những cái bản thông thường mà chúng tôi, bản viết thông thường chúng tôi hay đăng vào bán. Đó. Chân này rất gân, dưới thì là đục quả cà quả găng. Trên này thì đục xoáy. Đục xoáy và chân này ạ, chất gỗ đấy ạ, quý vị có thể xem đấy ạ. Tôi quay thời điểm này nó bóng quá, đâm ra là không thể nhìn được rõ bằng nào quý vị đến xem bằng mắt thường. Quá vân và gân luôn. Và trên này là được đục một chú rơi ôm vào cái chân chán giữa đây và cắp đồng tiền. Đồng tiền này tượng trưng cho sĩ lộc, luôn luôn là mang lại nhiều sự tài lộc cho quý vị. Đó, còn chú rơi này tượng trưng cho chữ phúc, và cánh được tỉa đục chạm cũng rất là đẹp. Và đường quay xanh này, đây là ra đường quay xanh, và đây là phần ống chính của cái sập này. Và những cái sập bản đặc biệt như này quý vị thấy là đường ống đục rất là mập mạp. Đó, các đường xoáy này, đường móc này cần đét luôn. Và các đường này ra rất tròn, người thợ về tròn hẳn ở đằng trong này, được làm theo đúng lưới cổ luôn. Và đây là một trong những chiếc sập do nghệ nhân làm. Và đây là tỉa những chiếc thọ. Và trên này những cái từ các cái đường triện xoáy đây, xoáy này ra đâm ra, và các cái xoáy được thông rất là đẹp luôn đây. Đó, rất là đỉnh cao luôn. Và phần trong này, đường ống chính đây, và các đường xoáy đục cực kỳ ngay ngắn, và chiếc thọ. Chiếc thọ này thì mang lại cho quý vị và gia chủ được sức khỏe và tuổi tác trường thọ. Và đây là dưới này là những cái đường dây triện đục quá là kỹ thuật luôn. Nó bé như thế này mà quý vị thấy là đục rất là ngay ngắn. Và đây là lãng hoa hồng, lãng hoa hồng đây, bông hoa hồng và lãng hoa và những cái sợi vải. Những cái hàng triện như này thì đục phải các cái đường ống này nó phải lầy, thưa quý vị, nó mập lầy đúng theo lối cổ, mập lầy. Và các cái triện triệc này phải ngay ngắn, không được sộc sạch. Nhìn thì có vẻ đơn giản thôi, rất là khó thưa quý vị, rất khó để bắt chước. Và chúng ta vào phần giữa chính đấy ạ, để quý vị xem là cái đường, các cái sập hàng phiên bản đặc biệt của chúng tôi thì nó sẽ đẳng cấp khác các đơn vị khác như nào. Đó, phần khánh giữa đấy ạ, quý vị thấy đục rất là lầy luôn, các cái đường ống rất là lầy, mập mạp. Và ô giữa này thì được đục ba chú rơi, và chú rơi giữa là cắp chiếc thọ. Và đây là cài ô giữa để cài những cái cây mai tượng trưng cho mùa xuân. Và sập này thì mang lại cho quý vị nhiều sự tài lộc, thịnh vượng cũng như là trường thọ. Đó, các đường khánh này, đường móc này rất là đẹp. Để quý vị nào mà thực sự có chút kinh nghiệm thì có thể nhìn những cái sập ngũ phúc này, nhìn sơ qua lẽ đục có thể nhận ra được là hàng nghệ nhân đục hay không. Và đây chú rơi ạ, chú rơi đục rất là dữ, và những cái mình, đó, cái thân mình uốn rất dẻo luôn. Và các đường cánh đấy ạ,
và ra những cái tai, cái mặt và từ các cái lanh chú rơi. Đó, đục rất là bé và chi tiết để những cái mắt này đỉnh cao luôn. Và sang chú rơi ven bên này cũng như vậy. Sập này tôi sẽ quay kỹ một chút cho quý vị cùng xem. Và đây là gốc cây mai mà mọc xuyên qua chiếc thọ này và lở những bông hoa mai từ những cái lụ rất là đẹp, cây cằn cỗi. Và dưới này chữ thọ thì được cài những cái sợi vải. Đó, và những cái đường ống này tròn căng luôn. Đó, tròn căng từ trong ra ngoài, đường chám thì ngay ngắn. Để mà nói những cái chiếc sập ngũ phúc này thì nó rất là nhiều, trên thị trường nó có rất là nhiều. Nếu mà nhìn trên hình ảnh thì quý vị sẽ thấy nó tương tự như nhau thôi, nhưng quý vị phải đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để mục sở thị cái sản phẩm này thì quý vị có thể thấy sự những sự khác biệt. Và những đơn vị khác sẽ không có những cái mẫu này luôn. Và dưới này là đường cổ xoay động và trên này là mặt sập. Mặt sập này soi ống tơ và soi lưỡi chậu dưới này. Trên thì đục hạt bột. Nó rất đỉnh cao luôn. Và chân bên này đấy ạ, vần gần đẳng cấp. Đây tôi quay nó bóng quá đâm ra là quý vị không thể nhìn thấy rõ và chi tiết được. Chân hộp xỉ rất là đẹp luôn. Quý vị nào mà kê những cái sập như này thì nó mang lại giá trị sử dụng rất là lâu dài. Nó không bị mất mốt. Đó, theo lối cổ nó sẽ trường tồn theo 5 tháng luôn. Tại vì những cái mẫu này thì nó không bao giờ bị lỗi mốt cả. Và chúng ta đến trước mặt. Trước mặt này là trước mặt đẳng cấp đây. Chúng tôi sẽ review cho quý vị xem. Đây, mọc mặt sập này là mặt hai lá. Một tấm bông làm đôi. Và lá mặt sập thì cùng gân cùng vân. Và đây là lá mặt sập là dải núi này. Dải núi mọc lên. Và những cái thân gỗ chất gụ ta của mình đấy ạ. Đó, quý vị có thấy gỗ thân rất là già và hiếm luôn. Để mà nó đi sưu tầm những cái sập như này nó không phải là đơn giản một chút nào cả. Đó, và mặt dày hai phân, rất dày luôn. Đó, cực dày luôn đó thưa quý vị. Quá dày luôn, tôi đập cho quý vị xem. Tôi quay góc máy này để cho quý vị cùng xem cho nó rõ nhất, chi tiết nhất. Hàng cực đẹp. Đấy ạ, quý vị có thể thấy đấy ạ. Quá đẳng cấp luôn. Vần gần thuộc dạng là đỉnh cao luôn. Rất hiếm khi để mà nói đi sưu tầm nhiều cái sập thì mới ra được những cái chiếc sập nó vân như này. Không hề đơn giản một chút nào cả. Và lá trong lẫn ra ngoài siêu đỉnh cao, cũng như là tôi gửi riêng cho chú Vũ Đình Thuấn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú đã mua rất nhiều hàng với cửa hàng của chúng tôi rồi, sập cũng như là bàn ghế, và cũng như là giới thiệu đến cho toàn thể quý vị và các bạn có nhu cầu có thể là liên hệ cho chúng tôi để được sở hữu sản phẩm này. Rất đẹp luôn, từ các thân gỗ đấy ạ, thân gỗ đen xì luôn. Thân khúc đen khúc trắng lổi ra như con hổ con báo luôn. Đó, quý vị thấy nó hiếm. Và lá mặt sập này là nó vân kiểu vân lòng núi, vân núi lên. Hình thù rất là đẹp, và các cái thân gỗ đấy ạ. Chân gỗ hụ ta Quảng Bình thì không thể nhầm lẫn điều được. Da đanh. Và tôi xin quay ở cái phần bên đốc ngang này. Đốc ngang này cũng như vậy, lành lặn tuyệt đối luôn. Và xin thưa quý vị là các cái dạ hậu như này, dạ hậu của chúng tôi cũng là bằng gụ ta Quảng Bình 100%, do là tối tôi không quay được. Và rộng, chiều rộng của cái dạ này là dày là rộng là 16 phân, 16 phân và dày 6 phân đậu. Đó, từ các cái dạ hậu cũng không có một tì vết nào luôn. Sập này nó nguyên bản đến 95% đến 98%, không lỗi lầm gì cả. Và đây đốc ngang bên này. Và ngoài cái sản phẩm chiếc sập này ra thì cơ sở của chúng tôi còn bán rất rất nhiều những món đồ gỗ khác. Đây nằm trong kho chúng tôi để đồ. Và rất là nhiều mặt sập kia chúng tôi để. Đó, chúng tôi trồng đống mặt sập đấy ạ. Rất là nhiều luôn thưa quý vị. Đó, mỗi một cái mặt này là ra một chiếc sập, và chúng tôi trồng rất là nhiều. Cửa hàng chúng tôi còn bán và trưng bày. Cho nên quý vị có thể đến trực tiếp để có cái sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất. Và tôi xin quay lại tổng thể là một lượt nữa cái chiếc sản phẩm này để cho quý vị cùng xem và cân đối lựa vào cái không gian của nhà mình. Quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang nghe. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.